Xin chào mọi người. Thiếu gia bất bại tập 4. Tại tổ trọng án Bắc Hải, Long Thiên ung dung ngồi trong phòng thẩm vấn. Đối diện là hai cảnh sát trẻ, một nam một nữ. Nữ cảnh sát để tóc ngắn, tư thế hiên ngang, tuy đang điểm lên nhưng có vẻ già dặn, nhưng từ ánh mắt có thể nhận ra cô chỉ mới được nhận vào làm chính thức không lâu, thuộc lại tân binh thiếu kinh nghiệm, miệng hùm gan sứa, chỉ có dựa vào lớp trang điểm để làm tăng sự tự tin cho bản thân. Còn nam cảnh sát trông có vẻ dày dặn hơn một chút, tay cầm bút nhìn qua có phần u ám hơn nữ cảnh sát rất nhiều. Anh ta có lúc nhìn qua nữ cảnh sát ngồi bên cạnh, lúc lại nhìn thẳng về phía Long Thiên với mặt lạnh tanh. Đây là sự kết hợp giữa lão làng và tân binh sao? Định một người đấm một người xoa sao? Trong lòng Long Thiên đã có sẵn phương án đối phó. Tên, nữ cảnh sát hỏi. Chúng ta bỏ qua mấy đoạn nhạt nhẽo này đi. Long Thiên tay chống cằm thong thả nói. Nếu Vương Lệ Trân có thể đưa tôi tới đây, tôi tìm mấy thông tin cơ bản này các cô cũng đều nắm rõ rồi. Chúng ta nói thẳng vào chuyện chính luôn đi. Mọi người đều bằng cả, đúng chứ? Sợ gì anh có thể chắc chắn Vương Lệ Trân là người đưa mình tới đây để điều tra. Là bởi cảnh sát tới tập đoàn Vương Thị 20 phút trước khi tới quán cà phê tìm mình. Còn làm sao mà họ tìm tới? Thì đương nhiên là do Vương Đình Trân đã thêm mắm dặm muối gì đó với phía cảnh sát, cho nên bọn họ mới tìm tới tận cửa. Không đã được mình đi nên phải tìm tới cảnh sát sao? Đôi khi Long Thiên cũng không hiểu nổi người phụ nữ này rốt cuộc là đầu óc có vấn đề hay là tự mình cho là thông minh nữa. Nên sát chợt lặng người, thái độ ung dung của đối phương vượt quá sức tưởng tượng của cô. Lúc này nam cảnh sát nạt đuổi nó ra. Nghiêm túc chút đi, hỏi anh cái gì thì anh trả lời cái đó. Long Thiên bất lực buông tay. Long Thiên, nam, 22 tuổi, người thủ đô. Anh có quan hệ gì với Vương Lệ Trân? Người cảnh sát điều chỉnh lại trạng thái tâm lý bắt đầu hỏi. Vợ chồng hôm qua vừa đi đăng ký kết hôn. Các cô có thể tới cục dân chính điều tra. Trong thời gian từ 2 giờ sáng hôm qua tới 7 giờ sáng nay, anh đã ở đâu làm gì? Ngủ ở nhà Vương Lệ Trân. Tại sao lại ngủ ở nhà cô ấy? Không phải vừa nói rồi sao? Tôi là chồng cô ấy. Không ngủ ở nhà cô ấy, lẽ nào ngủ ở nhà cô sao? Long Thiên cười gian xảo, nhìn về phía nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát chợt đỏ mặt, định quắc mắt nhìn lại kẻ vừa nói mình. Thì nam cảnh sát ngồi bên cạnh đã tức giận đập bàn, trợn mắt nhìn Long Thiên. Này, anh còn nói năng nhăng cuội, có tin tôi cho người tắt camera rồi nói chuyện với anh không? Long Thiên cười, liếc nhìn tứ phía, rồi nhìn về phía tấm gương hai chiều trong phòng thẩm vấn và không nói gì. Còn lúc này, trong căn phòng phía bên kia của tấm gương hai chiều, một người phụ nữ mặc cảnh phục, ông Dung ngồi vắt chéo chân vừa cắn hạt dưa và quan sát Long Thiên. Đây là người phụ nữ có thể khiến tất cả đàn ông có ý định phạm tội. Khuôn ngực lớn, bờ mông căng. Bất kỳ người phụ nữ nào có hai đặc điểm này thì cho dù là dung mạo có bình thường cũng khơi dậy lòng ham muốn quất cảnh đàn ông. Huống hồ cô ta rất xinh, cộng thêm yếu tố nghề nghiệp là càng làm tăng thêm khí chất phi phạm, đúng là cực phẩm nhân gian. Cô ta đã nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi, trong tay cũng cầm một tập tài liệu đối chiếu. Xong cô ta có chút buồn bực, bởi thông tin này quá ít. Hơn nữa toàn bộ đều là do Vương Lệ Trân cung cấp. Và điều khiến cô ta càng bực bội hơn là những thứ cô ta tìm được trong hệ thống của cảnh sát còn ít hơn cả thông tin trong chỗ tài liệu này. Thần bí về sao? Như thế là càng vui đó. Phụ nữ này tên là Tô Mạt, trưởng khoa tâm lý tội phạm, cũng là vua phá án trong khu vực này. Rất nhiều vụ án hóc búa để được cô ta giải quyết. Cô là đội phó ở đây, am hiểu tâm lý học tội phạm. Bất kỳ tên tội phạm nào không thoát khỏi đôi mắt phượng của cô. Vụ án của Vương Lệ Trân thuộc bên tổ trọng án nhưng được chuyển qua cho cô ta là bởi vì ngoài việc cần cách xử lý đặc biệt đối với vụ án ra thì điều quan trọng là Tô Mạt thích thử thách. Càng là nhân vật thần bí, cô ta lại càng thích khám phá ra tất cả bí mật của bọn họ. Mắt phượng của Tô Mạt rồi có thể tài liệu nhìn qua phía Long Thiên, sau đó cầm micro trên bàn. Này, răng to, tiểu hoa, tôi là Tô Mạt, thẩm vấn như vậy không có tác dụng gì đâu. Đối với những kẻ lão đàn cần phải tỏ ra tôn trọng, anh nói phải nhẹ nhàng một chút để anh ta cảm thấy thoải mái, sau đó từ từ dỗ ngọt mới thể lấy được khẩu cung. Sau khi nhận được chỉ thị của Tô Mạt, nam cảnh sát không giữ thái độ hung hăng như trước, nhìn Long Thiên nói ra. Có thể trở thành chồng của Vương Lệ Trân, xem ra gia cảnh của anh cũng không tồi. Tôi thấy anh Long đây cũng là người tài, không biết anh đang làm nghề gì. Tô Mạt vui vẻ nói, đúng vậy, phải khen anh ta. Khen anh ta là người gia giáo, đẹp trai, để anh ta dưng dưng tự đắc.
Lăng Thiên nhìn về phía tấm gương hai mặt, sau đó cũng vui vẻ nói: có người bảo anh khen tôi sao? Tô Mạc không cắn rách dưa nữa, thay vào đó là một nụ cười hưng phấn hiện rõ trên gương mặt. Còn vị nam cảnh sát kia lại đang ngây ra vì bị hỏi ngược lại, chỉ đành giả ngốc nói ra: trong tài liệu của chúng tôi có ghi rõ anh không phải người bản địa mà là người thủ đô, tại sao anh lại tới thành phố Long? Nếu là ở thủ đô phát triển không thuận lợi sao? Tới đây cưới vợ. Lăng Thiên nghe xong liền gõ xuống bàn hỏi lại nam cảnh sát: này này anh hai, trước cục anh có lập trường không vậy? Tô Mặc cùng lúc nói ra: anh ta vòng vo như vậy chứng tỏ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, đừng dừng lại, tiếp tục hỏi đi. Nam cảnh sát chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy lời của Lăng Thiên, tiếp tục hỏi: và trước khi anh tới đây anh đã làm việc gì? Dù gì cũng phải có lấy một công việc chứ. Lăng Thiên khoanh tay trước ngực, chuyển tầm mắt về phía tấm gương hai chiều, dường như nhìn thẳng về phía Tô Mạc đang đứng sau tấm kính. Tôi nói nghe này anh cảnh sát, anh vừa phải hỏi vừa phải nghe, không phải phiền phức lắm sao? Cứ để người ở trong đó trực tiếp ra thẩm vấn tôi là được rồi. Cả hai vị cảnh sát ngồi trước mặt Lăng Thiên quay ra nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì đối phương đã biết bọn họ chỉ là con rối nhận lệnh thẩm vấn từ người khác mà thôi. Được rồi, hai người không phải đối thủ của anh ta, hai người đi ra đi, tôi sẽ vào. Tô Mạc đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng. Ở phòng bên kia, hai vị cảnh sát có chút gượng gạo, đang định tìm lý do rời đi, nhưng Lăng Thiên lại dùng giọng kích điểu nói ra: đúng rồi, hai vị cảnh sát, khi vừa bắt đầu thẩm vấn, tôi từng dùng tay trái ôm mặt, không biết hai vị có đọc được ra một thứ cảm xúc và tâm thái nào của tôi hay không. Hai người quanh co một hồi, Lâm Thiên thở dài một tiếng: thôi bỏ đi, tiếp tục nào. Hai người nước mắt vòng quanh, đấy là bị người ta coi thường sao? Ước hiếp người quá đáng mà. Bà họ khó chịu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, thay vào đó là một người phụ nữ ít nhất cũng phải được 90 điểm trong mắt Lâm Thiên. Tô Mạc thoải mái ngồi trước mặt Lâm Thiên, cô ta không có vẻ gì là xấu hổ khi bị vạch trần, mà ngược lại vẫn giữ thái độ tự tin, cười tươi đến lộ hàm răng trắng xinh nơi ra: thật ngại quá anh Long, tôi bệnh cả ngày còn chưa kịp ăn cơm cho nên mới phải nhờ hai vị đồng nghiệp tới giúp, nhưng hình như anh gặp khó khăn trong việc trả lời, tại sao anh luôn trả lời không đúng trọng tâm như thế chứ? Lăng Thiên nhìn Tô Mạc một lượt từ trên xuống dưới, anh cũng để ý tới tấm thẻ đeo trước ngực bộ cảnh phục đang chực bung cúc của cô ta, khẽ cười nói: khoa tâm lý tội phạm hay là người thích lo chuyện bao đồng, lẽ nào ngay cả vụ của tổ trọng án cũng định nhảy vào làm sao? Chắc là cô bị nhiều người ghét lắm đúng không? Tô Mạc và những nguyên được cười: không sai, tôi là người dễ khiến người khác ghét mình, nhưng mọi người đều vì công việc cũng là đồng nghiệp giúp đỡ nhau một chút, không giống với tội phạm các anh sẽ chuyện mệt ai nấy lo, đơn giản thôi, nghe đó sẵn sàng hợp tác và nhận tội, coi như thiên hạ thái bình, mọi người cùng hoàn thành công việc. Ha, cô không bị làm sao đó chứ? Cô nghĩ đứng cách một tấm kính dùng tai nghe tự tin hỏi tôi một vài câu hỏi coi như đã phá được án sao? Này cô nghiêm túc một chút được không? Cô có nghĩ tới thanh danh hình tượng cũng như cách phá án cẩn trọng của phía cảnh sát các cô không? Lâm Thiên cười nói. Tô Mạc gật đầu. Nếu như người nộp thuế đã đâm đơn kiện thì tôi cũng phải tích cực một chút, tôi sẽ cho người mang thêm giấy ghi khẩu cung vào xem anh Long lúc nào chịu hợp tác. Thật ra cô lại cho rằng tôi là tội phạm chứ? Lâm Thiên hỏi ngược lại. Đơn giản thôi, anh là người phát hiện ra kiếp nổ. Theo tâm lý học tội phạm, thông thường người đầu tiên phát hiện ra hung khí mới có khả năng chính là hung thủ. Tô Mạc lại lùng cười một tiếng, dường như đã nhìn thấu chân tướng sự việc. Dựa theo điều tra của chúng tôi, chiếc xe GTR chỉ mới được cô Vương dùng để đi tới chỗ làm vào ngày hôm trước, chứng tỏ kiếp nổ không được gắn vào ngày hôm đó. Nhưng tại sao hôm qua anh vừa tới thành phố Long mà hôm nay lại phát hiện ra kiếp nổ trên xe? Căn cứ vào lời khai của cô Vương, cả ngày hôm qua anh đều ở trong nhà cô ấy, không có nghĩa là anh ở gần địa điểm gây án nhất. Không nghi ngờ anh thì còn nghi ngờ ai đây? Lăng Thiên há miệng, tôi nói phá án cần chút tưởng tượng, nhưng cách hỏi này lại quá phi lý rồi. Lăng Thiên đau khổ cười, mấy thứ này để cho cô đoán mò cả, hơn nữa tôi mua hại chính vợ mình thì được lợi gì cơ chứ? Tô Mạc là lần nữa phát huy trí tưởng tượng của mình nói ra. Nhà họ Vương có hai cô con gái, giết hại Vương Lệ Trân và em gái cô ấy thì anh có thể nhận được một khoản di sản. Lăng Thiên giở khóc giở cười, theo như là cô nói, nếu tôi đã muốn giết cô ấy thì tại sao lại phải nói ra chuyện kiếp nổ kia làm gì chứ? Là như vậy không phải là đi ngược lại với kế hoạch ban đầu của tôi sao? Ai biết được, có thể anh muốn nhân cơ hội này để lấy được thiện cảm cô Vương, diễn một vở kịch cho cô ấy xem,
Bằng không tại sao anh vừa ngồi lên chiếc xe GTR liền biết trong xe có bom? Hơn nữa, loại kiếp nổ này không dễ bị phát hiện. Nếu như anh có thể tìm ra, thì ngoại trừ việc anh là người biết trên xe có bom ra, thì không còn cách giải thích nào khác. Chị gái à, cảnh sát là người tay trái của chị đó hả? Còn nghề chính của chị là biên kịch đúng không? Cảnh sát không phải là nghề phụ. Vậy thì khả năng bị chuyện của cô từ đâu mà có vậy? Không chịu thừa nhận được sao? Tô mặt là nụ cười. Anh Long, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn nói ra sự thật. Bằng không đợi tới khi Tiêu Ngọc Phong tới, coi như xui cho anh rồi đó. Đó là thời đại nào rồi, lại còn dùng trò bức cung nhận tội chứ? Làm tin hiếp bắt hỏi. Tô mặt không phủ nhận, chỉ liếc nhìn camera. Chiếc camera liền di chuyển sang một góc khác. Làm tin vui vẻ nói. Cô đánh không lại tôi đâu, đừng tự rước khổ vào người như thế. Tô mặt đứng dậy, ai không có ngờ rằng người phụ nữ trong các vẻ lì yếu đào tơ là có tốc độ nhanh từ mức như vậy. Cô ta xông tới trước mặt Long Thiên tung ra một cú đấm. Đương nhiên cô ta sẽ không dùng trò bức cung, nhưng trong tình huống đặc biệt thì cần dùng cách đặc biệt để xử lý. Chỉ ít cũng có thể lấy được thêm một chút thông tin, ví dụ như để xem người đàn ông trước mặt cô ta lúc này có phải là người có kỹ năng chiến đấu hay không. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc phá án. Cú đấm này của cô rất mưu lợi, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh. Người bình thường trong trạng thái hai tay bị còng tuyệt đối sẽ không thể tránh được, nhưng chỉ thấy Long Thiên đạp bàn, đổ người về phía sau tránh được cú đấm, kế đó lộn nhào rồi đứng dậy. Thân thủ tốt đó, còn dám nói ăn không phải là sát thủ sao? Thomas sắn tay áo đi về phía Long Thiên. Người phụ nữ này lệch mặt còn nhanh hơn lệch sắt, giây trước còn nó là nữ thần cơ trí, giây sau đó đã biến thành nữ hán tử võ lực phi phàm. Long Thiên còn nghi ngờ cô gái này là bị đa nhân cách. Không để anh kịp suy nghĩ thì là đấm của cô ta vừa tới. Long Thiên chỉ thấy dài nắm đấm của cô chân hưởng giữa không trung, là lúc cô cảm thấy kinh ngạc. Long Thiên không biết đã biến mất từ lúc nào, bây giờ lại đang ở ngay phía sau lưng cô. Đưa hai tay ra đang định ôm chặt Tô Mạc một cái, nhưng kết quả hai tay lại sờ trúng thứ mềm mềm. Điều này bất chắc khiến Long Thiên có chút phân tâm, động tác chậm lại một chút. Tô Mạc nhận thấy đối phương chạm đúng vị trí nhạy cảm của mình, thèn quá hóa giận quát lớn, đồ sở khanh. Sau đó cô dùng hai tay hút mặt thoát khỏi Long Thiên, xoay người tung một cú đá. Long Thiên lập tức quay ra phòng thủ, tay trái túm lấy cổ chân của cô, tiếp đó tay phải ôm chặt eo, đẩy thẳng cô ta về phía tường và khống chế chặt. Không những vậy, tay trái của anh không yên phận mà trượt dấn xuống vuốt ve bắp chân cô ta. Trong lòng tấm tắc khen, một chút mỡ thừa cũng không có, thật là đã tay. Tô Mạc có nằm mơ có ngờ rằng có một cao thủ võ tự do như cô ta lại phải chịu thiệt trước một tên lưu manh, hơn nữa lại còn bị sàm sỡ, giận đỏ mặt. Mà cô ta dùng hết sức đẩy Long Thiên ra, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích. Tới lúc này Tô Mạc mới hiểu, hóa ra tên này thuộc dạng tẩm ngấm tầm ngầm giết chết voi. Anh buông tôi ra. Cả sát Tô Mạc lúc này cũng đành bó tay, chứ thể hét lên. Lâm Dinh được thể cười khẩy nói ra, thả cô ra cũng được thôi, nhưng cô không được động tay động chân đó. Đàn bà con gái cứ giả ma như thế không tốt chút nào đâu. Được, anh mang thả tôi ra. Tô Mạc vừa tỏ ra đồng ý, nhưng trong lòng lại đang nghĩ tới đợi bà đây thoát ra được, xem bà có đạp cho mày đoạn tử tuyệt tôn luôn không. Lâm Dinh thực sự không muốn tiếp tục đùa giỡn với vị hoa khôi đã đứng trước mặt anh nữa. Cho tôi thì tránh voi chẳng xấu một nào. Mặc dù chân của cảnh sát Tô đây sờ rất đã tay đó, nhưng Lâm Dinh lấy đại cục làm trọng liền thả cô ra. Kết quả anh vừa nới lỏng tay, Tô Mạc thì nắm lấy cơ hội, không để tới việc cô ta đang mặc váy ngắn mà thẳng chân nhắm trúng đúng quần của Long Thiên quất tới. Còn ranh này ra tay cũng ác quá đi. Long Thiên chửi thầm một tiếng, may mà anh phản ứng nhanh, hai tay chắn phía trước thuận thế lại đánh chặt cặp chân mỹ miều của Tô Mạc, sau đó còn đùa ác ý kéo về phía sau, ngay sau đó liền tắt hai chân cô ta ra. Hơn được khoảng cách giữa hai chân cũng nhỏ, tầm mắt của Long Thiên vừa hay có thể nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta phút chốc hồn phách lên mây. A à! Tô Mạc hét toáng lên, chỉ nghe thấy sự tức giận đến tột cùng trong đó, chứ nào phải âm thanh phong thần gì. Long Thiên mau chóng buông tay, cô nó không giữ lời, tôi làm vậy cũng chính là tự vệ thôi, tự vệ cái đầu anh. Tô Mạc mất hết lý trí, nên như bây giờ có thể cắn người cô ta chắc chắn sẽ sời tái luôn Long Thiên một miếng thịt. Đừng làm loạn lên thế. Đôi lúc Tô Mạc định xông lên lần nữa, cửa phòng thẩm vấn liền bị đẩy ra, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Tô Mạc giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người cảnh sát cao lớn đang cau mày đứng trước cửa, nét mặt không mấy vui vẻ. Tổ trưởng tổ 1 tổ trọng án Bắc Hải, Tiêu Ngọc Phong, nổi tiếng là thần thám hung thần, ngày đấy bất kỳ phạm nhân nào chứ cần nhìn anh ta cũng đều phải nhận tội. Anh tới đây làm gì chứ? Tô Mạc mặt biến sắc, vừa vàng chỉnh sửa lại tư trang. Chủ tịch Vương bị bắt cóc,
vừa rồi lãnh đạo đã tìm tôi nói chuyện, lệnh cho tôi mau chóng phá án. Nói từ Cao Phong bước vào đúng lúc Long Thiên đang đứng quay lưng lại nên nhất thời anh ta không nhìn rõ dung mạo của đối phương. Thì thấy anh ta cau mày: "Trưởng khoa Tô, cô đang làm gì ở đây? Vụ án có tố trọng án chúng tôi mà cô cũng đúng tay vào sao?" Lãnh đạo bảo tôi tới giúp thẩm vấn phạm nhân. Tôi mặt cũng cứng đầu, tức giận nói lại: "Vụ án này tuy do Tiên Ngọc Phong phụ trách nhưng cô ta cũng được coi là cố vấn cao cấp. Hơn nữa so về cấp bậc hành chính, cô ta không hề lép vế trước Tiên Ngọc Phong." Thẩm vấn phạm nhân: "Tại sao phải động tay động chân, cô định bức cung sao?" Tiên Ngọc Phong hiếp mắt nói. Và tôi dám hỏi: "Các cái đồn công an này có ai không biết bức cung là phong cách của anh đâu?" Tôi mặt cho chớp mắt, không chút nhún nhường nói ra: "Đây là cặp đôi oan gia, gặp nhau không nói qua nói lại vài câu mới là lạ." Tôi Ngọc Phong cau chặt lông mày, không muốn để đoạn đấu võ miệng nhạt nhẽo này trở thành trò cười trước mặt phạm nhân. Anh ta xua tay nói: "Vậy bây giờ tôi tới rồi, cô đi làm việc của cô đi." "Được thôi, tôi muốn xem anh thẩm vấn như thế nào." Tôi mặt lạnh lùng ừ hử một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Long Thiên đã định quay về chỗ ngồi cũ. Tôi Ngọc Phong cũng bất lực, anh ta và tôi mặt cùng cấp bậc, hơn nữa cô ta còn là cố vấn cao cấp, không dễ đắc tội. Đôi lúc anh ta đã định để cô ta ngồi một bên dự thính, Lâm Thiên cũng quay đầu qua, vẫy vẫy tay trước mặt Tiên Ngọc Phong. Bất chợt vị tên thám hung thần này như bị sét đánh trúng, toàn thân kích động tới mức run lên, dường như nhìn thấy nhân vật tầm cỡ lớn. Tiên Ngọc Phong ngây người ra mất 10 giây, mãi tới khi Tô Mạch giục anh ta mới kịp phải đứng lại, liền nói ra: "Trưởng khoa Tô, cô ra ngoài đi, người này giao lại cho tôi." "Anh lại muốn chiêu cũ của tôi sao?" Tô Mạch ngơ ngác nhìn Tiên Ngọc Phong, không nghĩ là chuyện vừa rồi phải chịu thiệt thòi trước tên khốn này. Bây giờ để Tiên Ngọc Phong dạy dỗ anh ta một phen, xem ra cũng không phải chuyện xấu gì. Tiên Ngọc Phong không còn giải thích mà chỉ lạnh lùng nói ra: "Mời cô đi ra." Tô Mạch đứng dậy, đưa cô ta không vui trước thái độ của Tiên Ngọc Phong. Nhưng dù gì, tiền nhân ác bị tiền nhân trị. Tô Mạch trợn mắt nhìn Long Thiên, lạnh lùng cười nói ra: "Tên lưu manh kia, nếu đợi anh có khóc cha gào mẹ, tôi cũng kệ đó." Long Thiên chỉ liền đạp đáp lại: "Màu đỏ. Này, cô cảnh sát, không ngờ tính cách của cô mãnh liệt tới như vậy, ngay cả trang phục cũng chọn màu bắt mắt như thế." Tô Mạch đương nhiên hiểu Lâm Thiên ám chỉ điều gì. Vừa rồi, lúc cô ta hất chân lên, chắc chắn tên lưu manh này đã nhìn thấy. Trong nhìn lát Tô Mạch nói lên đô định: "Anh đợi đó, Tiên Ngọc Phong không đánh chết anh, tôi cũng phải móc mắt anh ra. Này, anh cảnh sát, lần này của cô ta có tính là đang đe dọa hay không? Tôi thấy chuyện cô ta đúng chứ?" Lâm Thiên nhìn Tiên Ngọc Phong. Tiên Ngọc Phong liền nhìn Tô Mạch: "Trưởng khoa Tô, chú ý lời nói của mình, ra ngoài ngay." Tên Ngọc Phong rốt cuộc anh đứng về phe nào vậy? Tô Mạch tức tối nói. Tên Ngọc Phong không tránh lời, chỉ về phía cửa. Trong khi Long Thiên đang đắc ý thì Tô Mạch lại đang tức tối giận chân và đợi khắp phòng thẩm vấn, ngay sau đó không quên đóng cửa một tiếng. Trong phòng thẩm vấn lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông. Tên Ngọc Phong không ngồi xuống ngay mà đang điều chỉnh lại sự kích động trong lòng. Anh ta dụi mắt muốn chắc rằng mình không nhìn nhầm, người thiếu niên đó thực sự xuất hiện trước mặt, lập tức khóe mắt anh ta đỏ lên. Anh ta trịnh trọng bước lên phía trước, run rẩy đưa tay phải lên cung kính chào theo nghi thức quân đội với người thiếu niên đang đứng trước mặt mình, kính cẩn nói: "Chào đội trưởng Long." Lâm Thiên bất giác lắc đầu, không ngờ lại gặp người quen ở đây. "Tiểu Tiêu Tiêu, tại sao tôi cảm thấy có gì đó sai sai mỗi lần thấy ánh mắt của cậu nhìn tôi? Xin đến dính lại một lần nữa, tôi thích phụ nữ, tốt nhất là cậu nên từ bỏ đi." Lâm Thiên khẽ cười nói. Không có trách ánh mắt Tiên Ngọc Phong lại nồng nhiệt như vậy, bởi vì người thanh niên trước mắt anh ta lúc này chính là người anh ta tôn trọng nhất, thậm chí người này còn là người cho anh ta sinh mạng thứ hai. Trước khi Tiên Ngọc Phong trở về thành phố Long, anh ta đã từng là một trong những thực tập sinh được quỹ môn tuyển chọn. Khi đó Long Thiên chính là giáo viên của tế độ các anh. Lâm Thiên đã dạy Tiên Ngọc Phong rất nhiều thứ, không chỉ có kỹ thuật chiến đấu mà còn dạy cả trách nhiệm của một người đàn ông. Tiên Ngọc Phong vừa có tài năng vừa chịu khó, rất nhanh liền trở thành thực tập sinh xuất sắc. Nhưng trời không chiều lòng người, trong một lần làm nhiệm vụ quốc phòng, Tiên Ngọc Phong bị bọc lót cho những thành viên trong tiểu đội rút lui. Còn may trở thành tù binh có một tổ chức đánh thuê nước ngoài, anh ta đã phải chịu đủ cực hình, gần tay gần chân gần như bị cắt đứt hết, trở thành người tàn phế. Lúc đó anh ta hiểu rất rõ, quỷ môn sắp không vì cứu một mình anh ta mà đánh vào đồn địch. Dù là như vậy thì những tên đến đánh thuê kia không moi được bất kỳ thông tin nào từ miệng Tiên Ngọc Phong, cho dù bọn chúng đã dỡ hết ngõ nghề tra khảo. Khi đó Tiên Ngọc Phong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hy sinh, chứ không hề có ý định còn sống mà bước ra khỏi đó. Bởi lẽ một người thanh niên nhiều huyết như anh ta không thể chịu đựng nổi cuộc sống nửa đời sau
phải gắn liền với chiếc xe lăn. Trong lúc Tiên và Phong tuyệt vọng định cắn lửa tự vẫn, Nam Thiên một mình một đao không màng nguy hiểm tiêu diệt cả tổ chức lính đánh thuê xong bạc cứu anh ta ra. Thậm chí vì anh ta mà một người chưa từng cầu xin ai như Nam Thiên lại chịu cúi đầu cầu xin nhan thần y chữa trị khỏi vết thương cho anh ta. Mạng của tôi là do đội trưởng Long ban tặng, dù cần tôi lấy thân đền đáp tôi cũng cam lòng. Tôi gặp Phong nghiêm túc nói, đừng thế chứ, tôi không muốn vùi hoa dập cúc đâu. Lâm Thiên vội vàng xua tay, cậu là người mà Lâm Thiên tôi đưa ra, cho nên đừng nói mấy lời quá đáng như thế với tôi được không? À vâng. Tôi gặp Phong nghiêm túc nói, đúng rồi, đội trưởng Long, thật ra anh lại tới đây, hơn nữa anh có quan hệ như thế nào trong vụ án của chủ tịch Vương, có phải là nhiệm vụ đặc biệt nào không? Tôi gặp Phong từ sau khi xuất ngũ khỏi Quỷ Môn thì không có bất kỳ tin tức gì của Lâm Thiên. Quỷ Môn từ trước tới nay vẫn luôn rất thần bí. Tôi gặp Phong rời khỏi tổ chức, đương nhiên sao không nghe ngóng được bất cứ thông tin gì. Lâm Thiên vui vẻ nói, đúng là có nhiệm vụ. Tiểu Tiêu Tiêu, cậu sẽ có thể giúp tôi được không? Tôi không thể ở lại đây được nữa, tôi phải đi bảo vệ vợ tôi. Vợ sao? Cô gái oan gia đó cũng tới Bắc Hải sao? Tôi gặp Phong bất giác thì tới một cô gái đáng sợ, cho nên lời đó có chút ngập ngừng. Nhưng đó lại là nhân vật tầm cỡ thần tiên. Tên gặp Phong có phước được gặp qua cô gái đó, từng tới làm ầm lên trước Quỷ Môn. Từ đó về sau cô gái đó đã trở thành nỗi ám ảnh của anh ta. Cô con dâu được nhà tôi nuôi từ bé, vẫn còn đang ở thủ đô cơ. Lần này tôi tới đây còn chưa nói gì với cô ấy. Tiểu Tiêu Tiêu cậu không được phép phao tin này ra đâu đó, để đánh cô ấy đổ bộ tới Bắc Hải. Bằng không xác chết đầy như ngã trà đó đó. Lâm Thiên nghiêm mặt cảnh cáo. Bởi vì nếu để cô gái đó biết chuyện anh kết hôn với Vương Lệ Trân thì e rằng các tập đoàn Vương thị cũng phải chết chung, chuyện này không đùa được đâu. Tên Ngọc Phong hiểu rõ tác phong hành sự của cô Lục, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Nếu để cấp trên nhìn thấy hình ảnh Tiêu Ngọc Phong giống như chú thỏ con đã đối diện với xó xám, sợ rằng bọn họ sẽ rất luôn cả trong mắt. Tên Ngọc Phong bình tâm đến lại, cẩn thận hỏi, đội trưởng Long, nhiệm vụ của anh là bảo vệ chủ tịch Vương sao? Tiểu Tiêu Tiêu không còn là người của Quỷ Môn, nhưng chắc vẫn còn nhớ một điều, đó là biết càng ít thì càng tốt. Lâm Thiên cười nói. Thấy Lâm Thiên không muốn nói nhiều, Tiêu Ngọc Phong không dám hỏi thêm. Dù gì mệnh lệnh của đội trưởng Long là trời, bản thân anh ta chỉ cần nghe theo là được. Tiểu Tiêu Tiêu, vụ án này các cậu tiếp tục điều tra đi. Tôi nhận định bắt đầu điều tra từ số thuốc nổ. Trong thời gian tới, tôi sẽ ở lại Bắc Hải. Còn về tung tích của tôi không được tiết lộ ra ngoài. Toàn thân tôi không muốn để người ở thủ đô biết, đánh sẽ có người tới gây chuyện. Bộ dạng lóc cá cột nhã ban nãy của Long Thiên để biến mất, mà thay vào đó là có chút sát khí bức người tỏa ra từ đôi mắt trong veo. Tôn lệnh. Tôi gặp Phong để đứng nghiêm chào lần nữa. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Tô Mạn lúc này đang lén lút ghé tai sát cửa, hy vọng có thể nghe được tiếng kêu la thảm thiết của Long Thiên, nhưng bên trong lại lặng như tờ, điều này khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tôi gặp Phong trước giờ ưa bạo lực như vậy, lẽ nào lại thay đổi tính nết rồi sao? Không dùng trò bức cung nữa sao? Trong lúc Tô Mạt đang hiếu kỳ không biết bên trong sẽ ra chuyện gì, thì cánh cửa phòng thẩm vấn liền mở ra, khiến cô không kịp tránh mà ngã ngay vào người Long Thiên. Trưởng quan Tô, cô lại làm cái trò gì vậy? Tô Ngọc Phong bất lực nói. Tô Mạt vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngay gương mặt của tên tiện nhân Long Thiên. Cô ta lập tức lùi về phía sau mấy bước, tránh lại phải chịu thiệt thòi lần nữa chuẩn chạy đó ra. Tôi muốn xem anh có ngược đãi phạm nhân hay không mà thôi. Anh Long không phải là phạm nhân, đã điều tra xong. Anh ấy là bảo vệ chủ tịch Vương chứ không phải là tội phạm. Chuyện đặt bom không liên quan gì tới anh ấy.